Nhận định bóng đá Manchester United với Liverpool tại vòng 34 Premier League. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Manchester United hiện đang đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League với 67 điểm. Họ có được 19 trận thắng, 10 trận hòa và 4 trận thua trong 5 trận đấu gần đây nhất ở mọi đấu trường. Phong độ của đội bóng này là 4 trận thắng và 1 trận hòa. Liverpool thì hiện đang đứng ở vị trí thứ 6 với 54 điểm. Thành tích của đội bóng này là 15 trận thắng, 9 trận hòa và 9 trận thua. Phong độ trong 5 trận gần nhất của họ trên mọi đấu trường là 1 trận thắng, 3 trận hòa và 1 trận thua. Tỷ lệ kèo châu Á, 0 giờ. Trong những trận gần đây nhất, những người chơi cá cược theo cửa Manchester United có tỷ lệ thắng kèo khá cao. Họ đã thắng kèo 4 trận, còn lại là thua kèo 1 trận trong 5 trận đấu gần nhất. Trong khi đó, tỷ lệ thắng kèo của Liverpool là rất tệ. Những người đặt cược cho đội bóng này đã thua nửa tiền một lần và thua kèo 4 lần trong 5 trận đấu gần nhất. Tỷ lệ kèo châu Âu, 265x250. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, thành tích đang là cân bằng. Mỗi đội bóng đã giành được 1 chiến thắng, trong khi 3 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Ở trận lượt đi mùa giải này, hai đội đã hòa nhau trên sân của Liverpool với tỷ số 0-0. Tỷ lệ kèo tài xỉu, 2.5. Trong 5 trận gần đây nhất của mình, đội chủ nhà Manchester United ghi được 10 bàn và để thủng lưới 2 bàn. Còn con số này bên phía đội khách Liverpool là 5 bàn thắng và 6 bàn thua. Theo thống kê, trong 5 trận đấu gần đây của Manchester United thì có 3 trận kết thúc với tổng số bàn thắng nhỏ hơn 2.5. Trong khi đó, trong 5 trận đấu gần đây nhất của Liverpool thì cũng có 3 trận kết thúc với tổng số bàn thắng nhỏ hơn 2.5.